vô hàng giới thiệu rồi, làm gì đâu quý nhé. Hai. Đấy, có xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò, bình luận viên tàu lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Baloli. Đây là kèo 44 các bạn. À, đi trước màn đóng kính của Đại Lâm là tem của Bến Lức do Đức bộ đội cầm đầu, của Nhân và Thon. À, còn bên kia là tem của Tấn Thành, Tăng Cường, Mr. Bằng đến từ Bánh Biết Sóc Trăng, Bún Nước Lèo. Bằng là một trong những cao thủ mà đôi công với Tấn Cao tại bốn truyền sinh. Còn đây là sân của Hiếu, ấp Hội Xuân, xã Dương Xuân Hội, cách chợ Tầm Du 1 km. Dạ. Đây là sân banh chúng tôi, là sau lưng là bụi chuối, thằng nào quýnh xong ăn lá chuối. Đây là tổ trưởng tổ khu phố đây nè. Đây là các cầu thủ núp lùm. Còn thằng này rất ghê gớm các bạn ơi, Đại Lâm phiên bản lỗi đầu dò, anh có ăn ghê vậy. Còn đây là cả nhóm của bọn tàn quân tùm lum ta la. Bà đĩa hiện tại bây giờ dưới xỉnh xỉnh và lặn lội tới đây các bạn ơi. Bà đĩa vừa mới gãy cánh rồi, kèo hạng đôi công. Bà đĩa bị Tiến Anh đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nắng quá các bạn ơi, giờ này nắng quá. Chưa mà chưa. Thì ta bây giờ là gần đầu giờ chiều các bạn, 13 giờ chiều nha. Rất nắng các bạn ơi. Ba đều. Đây là tem của Bến Lức. Hiện tại bây giờ đang vô hàng và vô hàng các bạn ơi. Sân này mặt sân rất đẹp và rất đẹp các bạn. Đây là chủ sân Hiếu nha. Đây là chủ sân. Nào các bạn có đến đây ủng hộ cho sân của Hiếu nha. Bầu Nhân và anh em Gò Sòi xuống đây tấn công tới đây luôn rồi các bạn ơi. Đây là của thị trấn Tầm Du nha các bạn. Quá ghê cho Thon. Thon là cao thủ trẻ của Bến Lức vừa mới phát hiện các bạn ơi. Mấy là đất. Không. Quá hay cho bạn. Bằng sinh năm 1999, quê Sóc Trăng, chung với Dũng Lai và Tài Nhỏ. Tỷ số nhiêu rồi Nhân? Tỷ số nhiêu rồi? 6-5. Pha phòng thủ tốt của Nhân. Chưa sao. Cái giò ghê gớm của Bằng quá. Bộ đội. Bộ đội và Đức là cặp bài trùng trước đây của Bến Lức. Và Nhân cọp, hiện giờ Nhân cọp đang lên cái bụng quá bự các bạn ơi. Nhân cọp hiện giờ đứng ở ngoài luôn rồi. Bến Lức ngày xưa có rất nhiều cầu thủ. Cầu trái tên gì hả? Quy cá hả? Bảy sao nghiêng về cho Bến Lức. Quy cá.
Các bạn thấy quy cá xương với da không mà đập quá quy lực các bạn ơi. 17 tuổi hả? Ghê vậy. 17 tuổi ghê vậy. Một pha chắn bóng quá hay của bạn. Bộ đội. Quá ghê cho bộ đội các bạn ơi. Mà chiều mấy đứa thấp mà thiếu nữa. Cũng cao lên con lấy đào ngoài tới đào là con vô. 8 đều. Thì số hiện tại bây giờ là 8 đều. Đức vừa phát bóng ngoài. 9-8 nghiêng về cho Tấn Thanh. Huy Cá và Băng. Đây là bộ tem bên kia là bộ tem hợp tác nha các bạn. Thon. Thật sự cái dàn trắng của Huy Cá và Bằng quá ghê gớm các bạn ơi. 18. Bộ đội. Mới chết lại mà không nhớ hả? Chín mười. Mày đụng nó vậy hoài hoài. Cơ hội cho Minh Lực. Quá ghê cho Đức. Cái đó ráp trắng kìa mới được. Không ráp khó đụng à. Mười đều. Không không. Không có anh có theo bên đây hai sĩ này đừng nói vậy. Mời đeo. Chạy nước trà luôn. Đây là các cầu thủ của Tem Bến Lức. Má chết với làm không bỏ sót mà. Huy Cá. Qua đang tiếp cho Huy Cá đánh bóng bay ra ngoài. 11 mời. Ngu gì không nói động. Rồi đó. Mày đang 8 luôn đi. Băng. Một cú ra tay đầy quy lực của Bằng. Các bạn nào còn nhớ Bằng là sinh năm 199 tại sân bóng Trường Xanh, phường Trảng Dài, sau lưng phường Trảng Dài, đội công với Tiến Cao. Quá khó chịu tay trái của bộ đội. À, đây là bộ đội của Bến Lức Long An các bạn. Còn bộ đội của Gò Sòi. Tệ ơi là tệ. Bộ đội này có khác bộ đội kia nha các bạn. Để nó quýnh xong đi. Đừng nói nó rối. Quà đang tiếc cho Đức. Đức phát bóng ra ngoài. Đứng sạc bóng ngang ngang quỳ cũng ngang nữa. 12 đều. Không có điểm mà à, biết đâu. Bộ đội. Quá ghê cho bộ đội. Đây là có sự trùng hợp của giữa hai bộ đội. Bộ đội Bến Lức cũng tay trái, bộ đội Gò Sòi cũng tay trái. Bộ đội Gò Sòi thì bán khăn, bán ta lạ ta lạ. 3-2. Huy Cá. Mà chỉ có đường quýnh bên đó thôi à. Nào cũng được nào nó quéo vậy rồi đó. Rộng. Lưỡi luôn. 3-14. Một pha kết thúc tốt của bạn. Dạ 13-14. Ai biết đâu hồi nãy thằng này điếm lộ máy bay quét sâu quét tì máy bay thôi. Hồi nãy tụi mày điếm sao biết đâu à. 23 23. Tại nó điếm rồi nè. Cơ hội cho bộ đội. Bông ngoài. 13 đều.
13 đều ra các bạn. Tại nãy cho bên trong điếm tàu lao chạy bí đầu quá các bạn ơi. Bây giờ mới là từ 13 đều nè. Bộ đội làm gì đây chứ bằng? Quá ghê cho bộ đội. Thật sự bộ đội của Bến Lức khác xa bộ đội của Gò Sòi các bạn ơi. Đen hơn hả? Đen hơn. Bộ đội Bến Lức đánh tầm cao quá, còn bộ đội Gò Sòi đánh gì đâu à. Bằng còn 14 đều. 16 tới 14, 15 à. 16 tới với các bạn, 13 đều, 14 đều. Quá hấp dẫn các bạn ơi. 14 đều. Hay quá. Tân Thành phát bóng ra ngoài. À, các bạn còn nhớ Tân Thành là ai? Tân Thành thường đội công với Tài nhỏ. Tùm lum ta la. Hiểu rồi. Quá đáng tiếc cho Đức phát bóng không qua lưới. 15 đều. Đây là quả cuối cùng bạn, 16 tới nha. Cái này dạng chuyện cho không. 15 đều. Đây là trái cuối cùng. Bộ đội. Quá hay cho bộ đội. Thật sự bộ đội quá ghê gớm các bạn ơi. Bộ đội một mình gánh tem quá ghê. Thật sự bộ đội quá ghê các bạn ơi. Đúng là tem Bến Lức bộ đội này có khác bộ đội Gò Sòi. Bộ đội Gò Sòi không có biết gồng gánh gì hết á. Bộ đội Bến Lức quá ghê. Xe banh này ông Bầu Nhân vô bờ và vô bờ nha các bạn. Ông Bầu Nhân trong kia là ông Ba Đía. Ông đang bấm điện thoại, ông coi nhắn tin nhắn enter là các bạn ơi. Sân miền Tây của chúng tôi thấy ghê không? Anh em tôi ghiền banh lắm các bạn ơi. Đặc biệt là thằng em này, thằng cháu này hiện tại bây giờ nó nói là Đại Lâm phiên bản lỗi đầu dò. Quá ghê. Đây là đây là tổ trưởng tổ sân banh này luôn nha. Ok men vô ha. Đẹp ơi, hay quá. Trận banh quá hay. Tỷ số 16-15 nghiêng về cho tem Bến Lức các bạn ơi, quá hay các bạn ơi.